Người đẹp Cao Diệp Anh có đăng tải hình ảnh mới với chia sẻ, góc khoe ra mùa dịch, trộm vía, mùa dịch mà da càng căng bóng, trắng nõn nà, lâu rồi không biết dùng kem phấn, chỉ cần kẻ chút lông mày, to son là đã lung linh rồi. Bí quyết là mùa dịch có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, cả nhà nhớ Kinkaze hàng ngày nhé. Khi nào mình nhìn vào trong gương thấy hạnh phúc hơn thì nghĩa là cũng sẽ có nhiều người nhìn thấy bạn mà cảm thấy hạnh phúc đó. Nâng niu, chăm sóc bản thân thật tốt để luôn là những đóa hoa dạng người các bạn nhé. Cao Diệp Anh nhận được nhiều lời khen của người dùng mạng xã hội cho vẻ đẹp ngoại hình, da đẹp quá, vẫn cứ là cô gái có làn da đẹp nhất xứ Tuyên. Tránh xa khói bụi, nắng nóng, Cao Diệp Anh vốn được công nhận ở làn da khi từng đạt giải phụ người có làn da đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Cô nói, tôi thấy làn da của mình cũng có ưu có khuyết, ưu là da trắng hồng, căng mọng, khuyết là nhạy cảm, dễ bị kích ứng hoặc lên mụn khi ra ngoài trời nóng, khói bụi. Cao Diệp Anh gây tiếc nuối khi rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Điều này khiến Cao Diệp Anh phải vô cùng kỹ lưỡng trong việc chăm sóc da. Để giữ da, tôi gần như không bước ngoài trời nóng bao giờ. Mùa hè hay mang theo chai xịt khoáng để làm dịu da. Chỉ cần bước ra khỏi phòng điều hòa là tôi đã nóng đỏ ửng như quả cà chua mọng. Da tôi thuộc loại hỗn hợp thiên dầu. Biết vậy nên tôi cố gắng không tiếp xúc nhiều với thời tiết nóng, khói bụi, làn da không chịu được. Bên cạnh đó, Cao Diệp Anh cũng hạn chế trang điểm chú trọng dưỡng da để da không tì vết. Người đẹp tiên quang có làn da trắng hồng, mịn màng. Tự điều chế mỹ phẩm dưỡng da, Cao Diệp Anh chia sẻ, khoảng thời gian trước cô vô cùng bận rộn nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Hiện tại, cô tiết lộ, ngoài thời gian làm việc tôi thích ở nhà nghiên cứu và điều chế mỹ phẩm từ thành phần tự nhiên kết hợp với thành phần hóa học. Mình đọc nghiên cứu các thành phần, xem cái nào kết hợp được với nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp với da rồi cô đặc để sử dụng. Có cái tôi thành công, có cái thất bại. Trong lúc điều chế thử, tôi cũng bị bỏng, mày vết thương không quá nặng. Thời gian ở nhà, Cao Diệp Anh mày mò điều chế mỹ phẩm dưỡng da, dưỡng tóc. Là mỹ phẩm tại gia đang là xu hướng thu hút nhiều chị em vì kiểm soát được nguyên liệu sử dụng, mang tính độc nhất cho làn da của bản thân. Tuy nhiên, điều này cũng không phải dễ dàng thậm chí phản tác dụng bởi vậy cần lưu ý. Bản thân Cao Diệp Anh cũng hóm hình nói việc tự điều chế mỹ phẩm khá mất công mất sức, cái nào khó làm sẽ dùng mỹ phẩm hiện hành. Cao Diệp Anh điều chế mỹ phẩm để chăm sóc da trong thời gian giãn cách xã hội. Cao Diệp Anh nói thêm, một ngày tôi kin case tầm 2, 3 lần, cách 1,2 ngày là tẩy da chết, đắp mặt nạ, mặt nạ tôi tự điều chế, tôi còn tắm 2,3 lần ngày, mỗi lần là loại sữa tắm khác nhau nhưng tôi thiên về sản phẩm trắng sáng tự nhiên nhiều hơn, ngâm cánh hoa hồng hoặc nước lá trà xanh cũng thư giãn và lên tông da.